Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể trở nên lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tốt đến quý cô bác anh chị. Như thường lệ thì đơn trên 300k thì em sẽ bao ship cho các bác, và đơn trên 500k thì sẽ có một số những mẫu phần quà nhỏ nhỏ nhé. Đấy, thì phần quà em sẽ giới thiệu ở những video sau, hoặc là em cũng đã giới thiệu một số video rồi. Đó, thì không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác một số những mẫu sản phẩm mới bên nhà em luôn. Đầu tiên thì mới lại dọn thêm được hai con robot hút bụi nữa. Cái dòng này thì căn bản là phải đợi pin. Đấy, pin thì toàn bộ các bác yên tâm là đóng cho các bác pin mới, nên là các bác yên tâm. Đấy, con này thì bật nguồn này. Đấy, các bác nhìn thấy đẩy rất khỏe luôn này. Đấy, đi rất là ok nhé. Đấy, dòng này hút rất là tốt luôn. Đấy, hút rất là tốt, đẩy rất là khỏe này. Đấy, con đầu tiên muốn giới thiệu đến các bác, thương hiệu của nó là Inline. Dòng này thì nó sẽ có cái ngăn hút ở chúng ta ở đây, ngăn chứa rác này. Ở dưới thân này thì nó sẽ có hai cái chổi nhé. Cái chổi này thì đây em đang tạm tháo ra. Đấy, tháo ra để vệ sinh. Còn là khi các bác nhận hàng thì sẽ là yên tâm là sẽ có chổi khác mới luôn cho các bác luôn, nên là các bác yên tâm. Con này thì đây, dòng này thì đời của nó là đời đến 2019. Con này thì dòng của nó là đời 2019 các bác nhé. Tháng 7 năm 2019 này. Sử dụng điện là 14 đến 14,8V. Củ sạc của nó đây. Củ sạc của nó thì 19V. Củ sạc của nó 19V này. Con này thì sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220. Nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé các bác nhé. Đây, đời 2019 này. Tháng con này 19V này. Hàng đẹp chất lượng luôn. Hàng đẹp chất lượng luôn nhé. Sử dụng nguồn điện 220V, các bác về sẽ dính bằng dính hai mặt, và để các bác dính vào sát tường ấy thì để nó không bị đẩy, không bị xê dịch nữa nhé. Không bị đẩy, không bị xê dịch nữa. Con này thì dùng rất là ok luôn. Dòng này thì sẽ thay chổi mới, pin là đã đóng pin mới cho các bác rồi. Con này thì dòng này pin thì nó sẽ sử dụng được tầm 6 đến 8 tiếng liên tục. À đâu, nhầm em xin lỗi. Tầm hơn 1 tiếng liên tục. Tầm hơn 1 giờ. Đấy, chạy liên tục hơn 1 giờ. Đấy, tầm 40 đến 1 tiếng rưỡi, 40 phút đến 1 tiếng rưỡi. Đấy, một con robot hút bụi, và nó sẽ tự đi về đốc sạc nhé. Và nó sẽ tự đi về đốc sạc để chúng ta có thể sửa chữa sử dụng. Đó. Cái mã này thì các bác lên cho em mã này là mã đây. Robot 1. Đấy. Mã robot thì lại lên mấy mã rồi nhỉ? Mã R1 nhé. À đúng giờ rồi. Mã IL1. Đấy, IL1 này. Con này bên em đang bán với giá là 1.400.000. IL1 1.400.000. Đấy, và bao ship rồi nhé. Và bao ship rồi. Đấy, các bác lên cho em mã là mã IL1 1.400.000. Đấy, rồi bốt hút bụi. Đấy, còn rất là nhiều con nhưng mà thực ra là chưa kịp dọn nhé. Tiếp theo, một cái mã tiếp theo. Một con robot nữa này. Đây, con này thì đây, giới thiệu trước đã. Chổi này. Đấy, ở đây cũng có một cái chổi nữa này, sẽ thay cho bác chổi khác nên là các bác yên tâm. Chưa sạc, quên chưa sạc pin. Đấy, đốc sạc của nó đây. Đấy. Hôm qua test rồi, chạy thoải mái rồi. Đấy, đốc sạc của nó đây. E-robot. Củ của nó đây. Dòng củ này thì của nó lại sử dụng điện 110 các bác nhé. Sử dụng điện 110. Công suất của con này thì nó chỉ có 33W thôi. Nhẹ. Công suất nó bé thôi, có khi chế cả cục đồ nguồn vào trong này cũng được. Đấy. 33W. Robot. Con này đây, thông số đời máy của nó nhé. Thông số của nó này. 22V. Con này thì lại không thấy cái đời máy của nó ghi ở đây. Không thấy cái đời máy của nó ghi ở đây. Đó. Nhưng con này thì dùng rất là ngon nhé. Rất là khỏe. Đấy, rất là ngon, rất là khỏe này. Tí nữa em sẽ sạc pin trước khi gửi cho bác này. Em sẽ sạc lại pin cho các bác, rồi review cho các bác, nên là các bác yên tâm. Đấy, con này thì sử dụng điện 110. Sử dụng điện 110 nhé. Đó. Các bác lên cho em mã là IL2. IL2 con này bên em bán với giá là 1.500.000. Đấy, 1.500.000. Đấy, còn bác nào lấy thêm cục đổi nguồn thì sẽ bán riêng. Đấy, con này phải cần qua cục đổi nguồn nhé. Con này phải cần qua cục đổi nguồn thì chúng ta mới sử dụng được. Đấy, hoặc là bác nào nhà mà có điện 110 rồi thì rất là tiện.
thì nếu mà có điện 110 rồi thì không cần phải ấy nữa, không cần phải cục đổi nguồn nữa, là chúng ta có thể ấy được, là chúng ta có thể dùng được. Đấy, nên em sẽ dán cái giấy chú ý vào đây để chúng ta có thể sử dụng tốt. Các bác lên cho em mã này, mã IL2, giá của nó là 1.500.000, 1.500.000, và bên em bao ship cho các bác nhé, bên em bao ship, phụ kiện của nó đầy đủ luôn, và con này thì robot này sẽ tự về nhé, tự về đốc sạc. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng bơm 2T. Bơm 2T, thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley. Bơm 2T, thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley nhé. Con này thì nó là hai ống, các bác có thể bơm xe máy, bơm xe đạp. Đấy, ô tô, con ô tô to đều đỗ bơm được. Bơm thoải mái luôn. Cái dòng này thì đây, đầu của nó đây, nó sẽ có cho chúng ta, nó là một số những cái đầu sơ cua này, để các bác bơm xe này. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp và chất lượng luôn. Này, bóp vào. Bơm bóng này, rất là tiện, rất là tiện nhé. Con này thì hàng của nó là hàng chưa qua sử dụng, hàng vẫn nguyên hộp luôn, hàng vẫn nguyên hộp luôn. Đây, các bác sẽ mở ra. Đây, và em xin phép một tí nhé. Đây, rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng, hàng đẹp và chất lượng luôn. Dùng xong các bác lại gạt lại, dùng xong các bác lại gạt lại để khóa lại, khóa chốt hai bên này lại thì nó sẽ giữ bền chặt đẹp cho chúng ta. Đó, một cái mã sản phẩm bơm 2T bên nhà em đang bán với một cái mức giá, đó là 230k, 230.000 đồng nhé, 230.000 đồng một cái dòng bơm 2T này, Stanley hai ống nhé, cực kỳ đẹp luôn. Dây của nó là dây chịu lực. Cái dòng dây này của nó là dây chịu lực nhé. Nên là rất là an toàn, rất là chất lượng. Rất là an toàn, rất là chất lượng nhé. Hàng đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn. Đó, 230.000 đồng. 230.000 đồng một cái mã bơm 2T đó. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng bếp ga. Bếp ga này của Nhật nhé. Bếp ga này, bếp ga Nhật bãi. Dòng này là dòng mặt kính các bác nhé. Dòng này là dòng mặt kính này. Đó, thì các bác yên tâm một điều, đó là khi trước khi gửi cho các bác, kể cả các bác chốt đây, đấy, chốt mã này, thì em vẫn phải, các bác phải kết bạn Zalo để chốt lại mẫu và các thứ cho chúng ta. Mặt của nó này, nó có lò nướng, mặt lò nướng và mặt kính. Ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta, đó là khay đựng pin này. Nút bấm đầu tiên này, bật bếp đầu tiên này. Đấy. Đấy, các bác bật xong các bác tắt đi này, em không lắp ga vào nhé. Tại vì các bác yên tâm một điều, đó là tất cả con này em đã test và kiểm tra kỹ càng cho các bác rồi. Đó, bên này thì là nấu bếp, bếp 2. Nấu bếp 2 này thì nó sẽ có hẹn giờ từng thứ một cho chúng ta này. Đấy, còn cái lúc mà các bác gạt hết về đằng này, đến đây là nó sẽ nhỏ ga bếp, nhưng mà các bác gạt lên đây trên này thì nó sẽ là chế độ nấu cơm. Chế độ nấu cơm, ví dụ các bác đặt nồi cơm lên đun đun ấy thì nó sẽ tự lưu lửa và nó sẽ giảm lửa tùy chỉnh cho chúng ta. Đấy, bên này là các bác dành riêng cho nấu cơm cũng được. Đó, còn chỉnh nấu bình thường tăng ga to ga ra. Dòng này nhé các bác nhé, nó cảm biến các thứ của nó là em đã test kiểm tra hết cho các bác rồi, nên các bác yên tâm. Hàng thì hàng đẹp. Hàng thì hàng đẹp luôn nhé. Bên này nữa này, nó cũng có cái có gạt để hiện giờ này. Có gạt hiện giờ này. Có những cái thì nó cũng không có hiện giờ, nhưng mà có những cái nào không có hiện giờ thì em sẽ báo luôn nhé. Thì lúc các bác chốt hàng thì em sẽ báo luôn. Hàng này thì về số lượng của nó có khoảng chục con như thế này. Em đang để ở trong kho. Đó, thì tại vì các bác nhìn thấy rất là nhiều hàng về rồi, không còn chỗ để nữa. Đấy. Hàng thì cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng này cực kỳ đẹp luôn này. Hàng Nhật bãi nhé. Đây, còn đây về phần lò nướng đi đây. Về phần lò nướng đi đây. Còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp nhé. Các bác yên tâm là hàng nhà em bán nhé, là em còn bảo hành cho các bác nữa. Nên là các bác cứ yên tâm. Hàng chất lượng luôn. Cái test này các bác về các bác sẽ thử cho em bằng cách là các bác lấy cái khò ga ấy. Lấy khò ga các bác khò trực tiếp vào đây. Các bác đấu ga cái thứ vào các bác bật lên nhé. Xong rồi các bác khò trực tiếp ga vào đây cho em. Để chúng ta làm gì? Để test cái độ cảm biến của nó. Tại vì tất cả ở nhà em đã test rồi, các bác yên tâm. Cái này là cảm biến cháy nồi thì vẫn còn ok. Đó, và có một cái cực kỳ hay cho chúng ta, đó là cái này còn có cái ở dưới này. Ở dưới cái lưỡi gà này, các bác thò tay lên thì có một cái QR này. Đấy, là không ấn được nữa.
là khóa chế em này. Đấy, ấn vào gạt sang là khóa chế em, là tức là nó sẽ không ấn được nữa. Đấy, nên là rất an toàn nếu mà nhà có trẻ nhỏ. Thì chúng ta cũng dùng rất an toàn. Lò nướng này thì chúng ta ví dụ nướng thịt, quay thịt các thứ này, nó cũng có, sẽ có cái khay dưới này, này. Các bác chỉ cần việc tháo cái khay ra và các bác vệ sinh cái khay này là xong. Đây, nâng ra cách biệt được. Đấy, nên là nó rất là tiện. Nên là rất là tiện nhé. Hàng đẹp mà giá cũng tốt luôn. Hàng đẹp mà giá cũng tốt. Con này thì bên em đang bán với mức giá đó là 2.400.000 đồng, 2.4 triệu nhé, 2.400.000 đồng và bao ship cho các bác. Đấy, bếp ga mặt kính, hàng chất lượng luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo đây, các bác có thể nhìn thấy một con điều hòa cây. Đấy, cái dòng này thì đây em đã cắm điện vào rồi, sử dụng nguồn điện 110, điều hòa một cây, điều hòa một cục. Đấy, con này thì rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng trong gia đình, nó có cả điều khiển luôn nhé. Điều khiển thì khi bác nhận hàng thì em đã để trong cái hốc này cho chúng ta rồi. Đấy, cậy là thì có khi nào lúc nó hơi khó cậy, mình nhét chặt. Đó. Bật nguồn này. À, điều khiển lại không có pin, quên mất điều khiển lại không lắp pin vào nhé. Đấy, em sẽ lắp pin vào để em sẽ review cho bác luôn. Đây, điều khiển thì lắp pin vào này. Đấy, các bác đợi em trong giây lát, cũng quên sơ ý không nhận ra trước. Đấy, bật này. Đấy, gió ra luôn này. Máy đang chạy nhé. Dàn của nó này con này. Còn một con duy nhất nhé, con này đời 2020. Đấy, tí nữa nó chạy thì em sẽ review cho bác. Con này dòng này thì của nó đời 2020 này. Các bác có thể nhìn thấy này. Công suất của nó là 1,4 kW đến 1,6 kW. Đấy, ở dòng điện của nó từ 580 đến 660W. Một con duy nhất. Đó, hàng đẹp luôn. Con này sử dụng ga là ga 410. Ga 410 đây, để em zoom lên tí nhé, để cho các bác nhìn nó dễ này. Đấy, các cái thông số của nó này. Đấy, đời 2020 này. 100V này, 580W đến 660W này. Đấy. Ga 410 này, nặng 22 kg này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Koizumi. Đấy. Con này là điều hòa một cục. Rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn. Đây. Đấy. Dàn của nó thì còn đẹp như mới luôn. Dàn của nó đẹp như mới, có cảm biến nhé. Có cảm biến, các bác mà về mà ví dụ chế cháo, về làm các thứ thì rất là ok. Nhiệt da của nó cũng cực kỳ sâu. Con này nhiệt da của nó có thể xuống đến 10 độ. Nếu mà ra ở ngay cửa đây. Đấy. Các bác có thể về các bác tự đo bằng nhiệt kế của chúng ta. Đấy. Con này thì sẽ phù hợp cho phòng tầm 15m2. Đấy, nếu mà trần thấp thì các bác có thể rộng hơn một chút, nhưng mà nó, nếu mà các bác tối ưu hóa thì các bác sẽ cho một cái quạt ở đằng trước này để nó sẽ phe phẩy, thì nó sẽ nhanh đều mát ở các xung quanh phòng hơn. Đó, thì ngay cửa ra này của nó thì nhiệt độ nó sẽ là hơn chục độ đấy. Lốc chạy thì nó sẽ lúc đầu tiên nó sẽ hơi kêu một chút, rồi nó sẽ vào ổn định là nó sẽ êm ngay. Đấy, nó đang bơm ga lên hệ thống công đồng. Đó. Rất là ok các bác nhé. Cái dòng này thì đấy, các bác có thể nghe thấy rất là êm ái luôn. Đấy, nó chỉ mất một vài giây và đây là hơi lạnh nó đã ra đây. Đấy. Rất là cảm giác rất là ok, rất là mát luôn, rất là mát mẻ nhé. Đây là một con điều hòa cây đời 2020, đời cực kỳ cao luôn. Đây, đằng sau của nó ra đây. Đây, nó sẽ ra giàn nóng luôn này. Giàn nóng của nó còn cực kỳ đẹp. Và ở đây nó có một cái lỗ này. Lỗ dưới này thì đó là lỗ thoát nước. Ở đây có một lỗ thoát nước. Thì các bác có thể cậy nó, tự nó hất nước lên giàn. Tự nó sẽ hất nước lên giàn hoặc là các thứ thì đều ok. Đấy. Các bác có thể nhìn qua những cái khe này này. Giàn của nó còn rất là đẹp. Tại vì nó là đời cao, đời mới, nên là các bác nào có thể dùng cái sản phẩm này thì rất là tốt. Rất là tốt, rất là ok nhé. Đó. Đấy, giúp các bác có thể sử dụng con này. Và đây là điều khiển của nó này. Đâu đi, đây. Đấy, điều khiển của nó đây. Đấy, để các bác bật tắt tăng giảm nhiệt độ này. Đấy. Đấy, các bác sẽ tăng giảm nhiệt độ ở đây. Ở cái điều khiển này. Đó. Và một cái mức giá của nó, đó là giá của bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 5 triệu đồng. Đấy, đời 2020 và còn một con duy nhất. Đấy, on off bật tắt các thứ thì đều ok. On off bật tắt các thứ thì đều rất là ok nhé. Đấy, điều hòa cây, dùng xong các bác nhét lại điều khiển vào đây. Đấy. Tắt này. Đấy.
dùng xong các bác lại nhét lại điều khiển viên nhé. Chúng ta cũng không cần nhét chặt như em đâu, chúng ta chỉ cần nhét đại loại vào đấy là xong. Đó, điều hòa cây, điều hòa cây nhé, 5 triệu đồng, và nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, đời của nó đời cực kỳ cao, hàng gần như mới luôn nhé, hàng của nó gần như mới luôn. Đấy, lọc khí các thứ em vẫn còn này, 1 triệu một con Daikin phổi mới nhé. Đấy, 1 triệu một con Daikin phổi mới, hay 1 triệu này, 800 một con sáp. Thôi đi vào giới thiệu luôn cho các bác luôn. Đấy, tiện thể thì giới thiệu luôn cho các bác luôn cho dễ. Đấy, cái dòng lọc khí đây, đầu tiên cho các bác đó là một con lọc khí Daikin, một con lọc khí Daikin nhé các bác nhé. Con này dòng này thì vẫn là con máy vẫn zin, đang sử dụng nguồn điện 110. Đấy, các bác nào mà muốn thay điện các thứ thì bố em, hàng đẹp luôn. Các bác cứ tham khảo tất cả các dòng. Con này thì nó là 64W. À đâu, con đầu tiên đây là 58W này. Hàng đẹp, thay phổi mới nhá, sẽ thay phổi mới cho các bác luôn. Giá nó là 1 triệu đồng. Đấy, để em cắm điện vào luôn. Cắm điện chưa nhỉ? Đấy, bật này. Đấy, kháng khuẩn không khí sim nhé. Đấy, con này có một cái cực kỳ hay. Đấy, rất là tiện lợi, sử dụng rất là ok luôn, rất là êm ái nhé. Bật. Đấy, các bác muốn hút gió to hay hút gió bé thì đều được. Đấy, cho gió to hay gió êm đều được nhé. Thì đấy là do tùy ra do nhà chúng ta sử dụng, mức độ sử dụng các bác nhé. Đấy, nó có cả bơm bơm ẩm này, lọc khí này, tất cả các chức năng của nó rất là tiện lợi. Rất, đây là khử khuẩn này. Đấy, rất là tiện lợi nhé. Đấy, kháng khuẩn không khí của nó là kháng khuẩn không khí Stream. Đấy, Stream. Đấy, con này đây. Nếu mà các bác mở phổi ra thì máy nó sẽ tự tắt. Đấy, và cái dòng này thì tất cả anh em đã thay phổi cho các bác là phổi mới. Phổi mới toanh 100%. Đấy, phổi mới toanh 100% nhé. Đấy, lọc khí bù ẩm Daikin. Lọc khí bù ẩm Daikin nhé. Đấy, thì con này là con đầu tiên. Đấy, 58W. 58W nhé. 58W. Các bác lên cho em mã này là mã X2 nhé. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng, 58W. Hàng thì còn rất là đẹp nhé. Ở đây có một cái chút lưu ý cho chúng ta. Đó là cái chân này, cái chân đế này. Đấy, nó bị vỡ nhưng mà thực ra thì nó cũng chả ảnh hưởng gì gì đâu. Đấy, nhưng mà vỡ là phải báo là vỡ. Và cái tem này nó hơi rách một chút. Đó, 1 triệu đồng nhé, còn mã đầu tiên. Còn những cái xước này là sẽ lau, những cái này là bẩn thôi. Đấy, là chưa kịp dọn. Chưa kịp dọn, thực ra là chưa kịp dọn. Mấy lần bố dọn cũng quên đấy. Mấy lần bố dọn mà cũng quên. Đó là mã đầu tiên. Mã thứ hai. Mã thứ hai đó là một con lọc khí sáp. Một con lọc khí sáp này. Con này thì chúng ta cũng là thay phổi mới nhé. Hầu như tất cả là toàn bộ của cái dòng dòng lọc khí là nhà em sẽ thay phổi mới cho các bác. Lọc khí là nhà em sẽ thay phổi mới cho các bác nhé. Con này thì đời của nó cũng cả cực kỳ cao này, 2016 này. Không, thực ra không quan trọng lắm đâu. Cái đời với các thứ này thì quan trọng là cái độ mới của cái máy thôi. Con này thì cực kỳ đẹp. Công suất của nó 26W. Phù hợp cho các bác sử dụng trong dòng phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ này 26W. Điện đã chuyển sang điện 220V nhé. Cái này đã chuyển sang điện 220V rồi, chứ không thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Đấy, còn cái này chuyển sang điện 220V rồi nên là giá nó sẽ nhỉnh hơn bình thường một chút. Đó là lưu ý cho bên nhà em một chút có nhé. Đó, thì đây phổi của nó đây. Phổi của nó là phổi mới. Phổi mới này. Bên trong này còn có một cái lớp than hoạt tính nữa này. Bên trong này còn cái lớp than hoạt tính nữa này. Đây, đây là cái hệ thống các bác có thể nhìn thấy, đây là lọc nước này, nước của nó này, nó sẽ ra cái ngách ở hông bên hông này. Đấy, thì tí nữa em sẽ mở ra sau. Đấy, tiện thể review cho bác luôn thôi. Đấy. Này. Phổi mới nhá các bác nhá. Dòng này phổi mới luôn.
con này thì đã chuyển nguồn sang điện 220V rồi. Đấy. Nhưng mà các bác cũng có thể cắm điện 110, ok. Con này đặc trưng của nó đặc biệt là có cả đồng hồ này. Kiểm tra độ C và độ ẩm này. Đấy thì cái này sẽ tùy thuộc vào gia đình thôi. Chúng ta sử dụng cái sang đồng hồ nào thì dùng đồng hồ đấy. Gió này. Đấy, rất là êm nhé. Đấy, rất là êm. Đây là cảnh báo chưa có nước này. Cảnh báo là chưa có nước, chúng ta phải bổ sung nước vào. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã K4. Bên nhà em đang bán với giá 800k bao ship. Đấy. Là con này đã đổi nguồn rồi thì nó với giá là 800, còn nếu mà không đổi nguồn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, nhưng mà con này đã đổi nguồn rồi. Con này thì nếu mà bình thường bán chỉ 650 700 thôi. Đấy, nhưng mà đã đổi nguồn rồi, đổi nguồn lên cho các bác rồi. Nên là giá của nó sẽ là 800k nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sáp 26W hoặc là K4. Đấy. Sáp 26W hoặc K4. Hàng này thì đã vệ sinh các thứ kiểm tra sạch sẽ cho chúng ta rồi. Đấy. Mã sạc. Một cái mã sản phẩm tiếp theo nó cũng là dòng Daikin. Của nó là còn tương đối là đẹp. Dòng này của nó còn tương đối là đẹp này. Đấy. Đây. Dòng này của nó thì chúng ta sẽ nó là một dòng Daikin trứng. Daikin trứng. Còn rất ok nhé, không vỡ bao, không bẻ vỡ nhé. Trước khi gửi cho các bác thì các bác yên tâm là em sẽ lau dọn lại, lau sạch sẽ. Chứ để này là để nó ở kho nó cũng bụi bặm. Nên là ấy, đây, nó đầy đủ phụ kiện này. Phổi của nó cũng là phổi mới nhé, đầy đủ phụ kiện. Phổi của nó thì chắc chắn là em sẽ thay phổi mới cho các bác, nên là các bác yên tâm. Chắc chắn là nhà em sẽ thay phổi mới cho các bác. Đấy, nên là cũng phải nhắc để các bác ấy, không để các bác lại. Đây. Phổi của nó này. Phổi mới đét luôn nhé. Phổi mới đét luôn. Nên là các bác yên tâm, bầu thay phổi là thay phổi. Đấy. Con này thì công suất của nó là 64W. Ừ. Mới toanh luôn thì các bác nhìn cái nước của nó là biết rồi. Đấy. Đặc biệt là những cái dòng này thì các bác là phải đây, các bác nhìn thấy này. Đấy. Bụi này. Nhưng mà trước khi gửi cho các bác em sẽ lau sạch sẽ. Nhiều khi thì thực sự ra là cũng là lười. Cũng là nhà em cũng là lười, nên là nhân viên của nó cũng nhiều việc. Nên là ví dụ là dọn bếp, dọn xong cái lô lọc khí thì chúng ta lại quay sang dọn bếp ga xong lại dọn sang dọn robot, nên là cũng phải thông cảm. Nói chung là dọn qua qua thôi, nhưng mà trước khi gửi cho các bác là sẽ vệ sinh sạch sẽ và phủ một lớp nano chống xước cho chúng ta. Đấy, tất cả các con nào cũng thế, sử sẽ phủ một lớp nano chống xước. Đấy, phụ kiện đầy đủ. Và em sẽ cắm điện và em sẽ test cho các bác luôn nhé. Cái nước này. Các bác cho nước vào đấy. Đấy, con này thì tất cả các con sau nó đều như nhau tất, nên em chỉ giới thiệu một con thôi. Em chỉ giới thiệu một con cho các bác nắm được là cái nguyên lý hoạt động và các thứ của nó và các cái ấy của nó thôi. Phổi thì chắc chắn nó sẽ thay phổi mới. Đây, bật này. Đấy, êm có này, vừa này, mạnh này. Đấy, thì đều được. Đấy, và cái dòng này thì công suất của nó một phát là như tắt này. Đấy, đây, kháng khuẩn thông khí chim này. Nghiêng cũng không được nhé. Nghiêng cũng không được. Nghiêng báo lỗi ngay. Đấy. Đấy, nghiêng báo lỗi ngay. Phải để đúng này. Rất là tiện lợi các bác nhé. Rất là tiện lợi. Đây, về cái phần thông số kỹ thuật của nó đây, thì con này là sử dụng điện 100. Đấy, công suất 64W. Công suất 64W nhé. Đấy. Hàng đẹp luôn. Tất cả toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé. Tất cả toàn bộ của dòng này là hàng Nhật bãi. Nên là các bác yên tâm, hàng thì dùng bền, đẹp, ngon lành, phổi mới. Đấy, nói rõ thế luôn. Phổi là phổi mới luôn cho các bác luôn. Nguyên cái phổi đã gần 200.000 rồi. Đấy. Thì tính ra con này thì nếu mà không thay phổi, các bác mà bảo là muốn rẻ hơn, ok. Không thích phổi mới, anh cứ phổi cũ được. Thì em sẽ chọn cho các bác phổi cũ nhà em, nó không phải là phổi ấy đâu. Đấy, phổi cũ nhà em đây để em lấy cho các bác luôn. Đấy. Phổi như này em đã thay rồi. Đây, các bác thông cảm chút. Đây, là em đã thay rồi. Thay cho bác rồi. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, còn bác nào mà bảo là không cần phổi mới thì em sẽ để cho bác phổi cũ luôn được. Thế nhưng mà, hoặc là các bác bảo là tặng anh cái phổi cũ, cho anh cái phổi cũ thì ok, cũng cho luôn. Bán kèm ví dụ là con này 1 triệu tặng bác cái phổi cũ. Đấy, thì vẫn ok. Con này thực ra vẫn dùng thoải mái, cũng chả có gì.
Đó. Giá của nó 1 triệu là khí bù ấm Daikin. Đấy, đã thay phổi mới cho các bác rồi, điện 100. Đấy, 1 triệu, còn bác nào muốn đổi nguồn thì các bác lại nhắn tin riêng để em có thể đổi nguồn cho các bác. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đây. Một con này. Một con nhé. Không có pin này. Hai con này. Con này thì vẫn chạy này, khung của nó không nhôm mà cũng được này. Hai con này. Ba con này. Casino này. Đấy. Bốn con này. Viền gỗ nhé. Viền gỗ có nhé. Năm con này. Citizen này. Toàn bộ là hàng Nhật bãi nhé. Và tặng thêm cho các bác này. Và tặng thêm cho các bác đây. Một con đồng hồ số nổi. Nhưng mà mất máy rồi. Máy em tháo ra em lau dọn thì nhưng mà em không lắp vào được. Thế là em vứt đi rồi. Đấy, đấy là nói rõ thế. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác một máy này, một cái xác đồng hồ này nữa. Đấy, để về các bác làm gì thì làm. Đấy, thực sự ra là cái này các bác mua cái máy khác thôi. Đấy là em nói với bác thợ thôi. Mua máy khác thôi, số nổi này con này nhé. Nếu mà thay máy thay ấy vào nhé. Em không có thời gian thôi. Nhà em không có thời gian chứ nếu mà thay vào thì thực sự ra là con này bán rất là được giá. Tại vì làm sao, thứ nhất là đẹp, ngon và thương hiệu. Đó. Thì một cái bộ này nó gồm có 6 con. À 5 con thôi. Mà vào tặng một cái này thì giá của nó bên nhà em đang bán với giá là 1 triệu. 1 triệu nhé. 1 triệu. 1 triệu đồng. Đấy, một lô. Đấy. Và bao ship cho các bác nhé. 1 triệu và bao ship nhé, chứ không phải là ấy đâu. Đấy, miễn phí ship cho các bác luôn để đẩy hết cái lô này đi. Đó, là 6 con như này, 1 2 3 4 5, 5 con sống. À 5 con còn máy và một con mất máy. Đó, còn là sống chết không biết, không bao sống chết. Đó, là chỉ bao cho bác là đồng hồ đủ đến nơi các bác không vỡ. Không bị vỡ. Đấy, còn là cái việc là sống chết vệ sinh kiểm tra các bác, thì đấy là do tùy các bác. Đó là một cái mã đầu tiên. Mã 1, các bác lên cho em là mã 1. Đồng hồ mã 1 nhé. Mã 1. Tiếp theo. Tiếp theo. Một con nữa. Con này thì cũng gồm có này. Một con đồng hồ này này. Vẫn chạy nhé. Con này vẫn chạy này. Đấy. Toàn bộ là hàng Nhật bãi tất cả nhé. Một con đồng hồ tròn này. Đấy, thì nó là ví dụ là có con chạy, có con mà chạy con không, bọn em thực sự ngại để, nhưng có biết thì em tháo ra em vệ sinh nhưng mà không lắp lại được. Đấy, nên cái con này thì chỉ cần tháo ra vệ sinh thôi, những cái đơn giản thì em có thể lắp được. Đấy, những con đơn giản này thì có khả năng em tháo ra em lắp được, nhưng mà thứ nhất là mất thời gian. Đấy, mà lên Japan này, hai con này tròn này. Đấy, nhưng những con này thì em không biết vệ sinh. Đấy, thực sự ra thì là bán cho các bác giá thợ thôi. Giá thợ thôi, tính ra thì có chưa đến 200.000 một con, với 200.000 một con thì bằng giá, chưa bằng giá em nhập. Em nói thật. Ba con này. Bốn con này. Bốn con này. Năm con này. Đấy, tặng cho các bác hai cái xác. Tặng cho bác hai cái xác không có máy nhá. Đây một cái xác là đồng hồ, con này là đồng hồ cái gì nó gọi là để bàn. Đấy, con này là để bàn để các bác lắp gọn vào là nó lại ngon lành ngay. Đấy, lắp chân này. Đấy, nắp đằng sau này. Nói chung đấy em, đây là cũng là tháo ra vệ sinh thôi, nhưng mà chị không biết lắp lại được. Đấy, nên là thành đâm ra là thành rất chịu khó nhưng mà lại không ra gì, tự nhiên là thành phá hoại. Thật sự ra là cái đồng hồ này mà không có mà có máy có thứ đồng hoàng bán được mấy trăm nghìn, tự nhiên mà tự nhiên lại phá mất đi. Đó, thì nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Mà nó hỏng mất cái máy đi. Đó, nên là bán giá thanh lý cho các bác luôn. Cái này ở đâu đây? Cái này không phải ở đây quá. Đấy, chân nữa này. Đấy, không có máy nhá. Không có máy. Đó, một con. Đây nó còn cái máy chân nữa này. Con thứ hai này. Con này cũng thế này, chỉ có thân không thôi. Viền gỗ. Đấy. Thì các bác lên cho em mã này, mã 2. 900k. Mã 2. 900k. Bao ship. Bao ship luôn. Giá thanh lý luôn. Thanh lý mà vẫn bao ship cho các bác luôn nhé, nên các bác yên tâm. Đó là hai cái mã đồng hồ thanh lý. Đấy, hôm qua là hôm nay là bổ sung thêm cho chúng ta là những cái thân máy, những cái xác để chúng ta về cũng bác có thể làm được. Cái này thì sẽ còn cho chúng ta đó là một cái lòng bên trong nữa. Nên là các bác yên tâm. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn.
các bác lên cho em mã là đồng hồ bãi nhé, đồng hồ bãi giá thanh lý đó. Thì các bác nào mà ví dụ là sau này muốn cập nhật cho anh em của nhà em những cái mã đồng hồ thì cứ đăng ký kênh đồng hồ nhà em là về, thì nó cứ hết mã này thì lại sau vài tháng hoặc là 1-2 tháng thì nó sẽ về lại về đồng hồ, mà lúc nào lên đồng hồ em sẽ ghi rõ ràng là đồng hồ ở đầu video luôn, ở tiêu đề luôn đấy, nên là các bác yên tâm nhé. Đấy thì các bác đi qua kênh ủng hộ kênh của em thì cho em xin một nút like, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho shop em xin một đăng ký kênh có nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên thì em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng tai nghe. Tai nghe này thì tai nghe của Mỹ, đấy, hàng nguyên siêu luôn nhé, và nó sẽ bắt được cho chúng ta đó là điện thoại Samsung. Đây để em bóc vỏ ra cho bác xem, điện thoại Samsung đấy, và iPhone. Samsung và iPhone thì đều chúng ta đều có thể kết nối được. Đó, đây đây. Hôm nay em sẽ kết nối thử cho các bác luôn trên trên video luôn nhé. Đó, thì đầu tiên thì con iPhone trước. Đây, các bác về các bác bóc siêu ra. Bóc nhẹ cho nhanh. Đây, các bác bóc siêu ra. Dòng này thì dùng pin rất là trâu, từ tầm 6 đến 8 giờ liên tục. Đấy. Và một cái đốc sạc của nó này. Đây. Hàng khi bác mở ra nhé, nó sẽ như này. Đây đây, các bác bóc ra. Hàng này thì bảo hành cho các bác luôn, đổi mới trong vòng 3 tháng. Đây nhá, các bác mở ra này. Các bác mở ra. Đây để em mở ấy lên. Các bác sẽ kết nối Bluetooth cho em. Các bác sẽ kết nối Bluetooth. Đây, AirPods Pro đây, các bác kết nối vào. Đấy. Thì là ghép đôi. Samsung hay là iPhone hay là các bác đều ok, đều sử dụng ok nhé. Đây, đã kết nối pin còn 90%. Đó, và các bác kết nối các bác bật nhạc, đây là Samsung. Đấy. Còn đây tắt đi. Chúng ta sẽ cho iPhone. Chúng ta sẽ cho iPhone nhé. Samsung kết nối nhé, iPhone thì lại đơn giản hơn. iPhone các bác chỉ việc bật Bluetooth lên, các bác đây không cần bật Bluetooth nhé, đây em còn chưa kịp bật Bluetooth, mở nắp ra này, các bác kết nối này, đấy nó sẽ hướng dẫn cho các bác này, bật nút nguồn đằng sau này, đó là đã kết nối và tự nó bật, đấy nó để cạnh nhau là nó như thế, đó và đây 90%, 85%, tiếp tục, đó là chúng ta đã bật kết nối được. Là chúng ta đã bật kết nối được nhé. Và chúng ta chỉ việc là lấy tai nghe ra là chúng ta sẽ sử dụng. Đấy, con này AirPods Pro 3. AirPods Pro 3 hàng của Mỹ. Đây, con này thì đây thương hiệu của nó đây, hàng của Made in USA này. USA này. Vỏ hộp của nó nhé. Hàng khi các bác nhận hàng nguyên siêu, nếu mà các bác nào mà bảo em là dân kiểm tra hậu anh thì em mới bóc. Còn thường thường là sẽ là hàng nguyên siêu. Đấy, để gửi cho các bác. Địa chỉ email các thứ rõ ràng luôn nhé. Địa chỉ email các thứ rõ ràng luôn, và chúng ta chỉ việc là lắp vào và sử dụng thôi. Đó. Và chúng ta tắt đi, cất đi. Đấy, các bác kết nối này, nhìn các bác nhìn này. Tắt đi. Đấy là nó đóng lại. Đó, rất là tiện lợi nhé. Cái dòng nó có hai loại, AirPods Pro tí nữa em sẽ giới thiệu cả tai nghe của Nhật và cả tai nghe của Mỹ. Đó, thì con này là của Mỹ. Đây, các bác có nhìn thấy này. Đấy, cái dòng này thì nó là AirPods Pro 3, đời của nó là đời cao hơn và nó cũng sẽ giá của nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 250k và bao ship toàn quốc cho các bác luôn, tai nghe Mỹ. Các bác lưu ý nhé, phải nói rõ cho em là tai nghe Mỹ nhé, tai nghe Mỹ. Còn đây là tai nghe Nhật này. Còn đây là tai nghe Nhật này. Hàng cũng là hàng nguyên siêu luôn nhé. Đây em cũng test cho hai dòng điện thoại cho chúng ta luôn. Đây, tai nghe Nhật của nó thì đây, Made in Japan. Hàng mới nguyên siêu luôn nhé. Đấy. Tai nghe Nhật. À, phụ kiện của hai con tai nghe thì đều như nhau nhé, nó sẽ có dây cáp sạc và những cái đầu tai nghe thay thế trong này. Đấy, phụ kiện của nó thì như nhau thôi. Đấy. Này, đầu tiên sẽ kết nối với em, để em cắt cái Bluetooth của này đã. Đấy. Và bật Bluetooth của này lên. Bật Bluetooth của này lên này. Đấy.
và chúng ta sẽ mở nắp ra này. Đấy. Đây, nó sẽ hiện ra luôn này. Đấy, iPod Pro này, kết nối này. Đang ghép đôi này. Đấy, thì sẽ ghép đôi. Đó, và trên này thì chúng ta đã kết nối luôn. Đấy, phần trăm pin các thứ này. Ở cái dòng dòng tai nghe này thì đây. Ở đây thì nó sẽ có nút tăng giảm âm lượng nhé. Thì lúc nào mà nghe nhạc thì các bác có thể chỉnh tăng giảm âm lượng ở đây. Ở đây. Đấy. Đấy, rất là tiện lợi. Chạm, cảm biến chạm. Thì rất là ok. Con này thì cũng như con Mỹ thôi, nó nhưng mà nó là dòng khác. Đây, để em sẽ tắt đi và em sẽ kết nối sang iPhone. Và em sẽ kết nối sang con iPhone nhé. Này, iPhone thì đây. Các bác cũng sẽ không cần phải bật Wi-Fi, không cần phải bật Bluetooth nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy Bluetooth đang tắt. Dòng iPhone này thì nó sẽ kết nối kết hợp luôn này. Đấy. Kết nối này. Giữ nắp hộp sạc này. Đấy. Tại vì làm sao cái dòng Apple này nó của iPhone nên là nó sẽ hỗ trợ cho iPhone nhiều hơn. Còn nó sẽ kết nối, các bác có thể nghe nhạc được ở Samsung, Oppo, Huawei, các bác đều có thể kết nối được. Đấy. Đấy. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nhé. Đó. Một cái dòng sản phẩm tai nghe AirPods này thì ở đây các bác có thể rút ra. Rút ra thì nó sẽ hiển thị từng pin từng tai một nhé. Từng pin từng tai một là pin bao nhiêu phần trăm. Đấy. Nó sẽ là bao nhiêu phần trăm giờ lờ bên tay trái tay phải các thứ rất là ok. Dòng này thì nó nghe rất là ok, âm thanh chắc ấm. Đấy, nghe nhạc chơi game cái thứ rất là tuyệt. Đó là hai cái dòng tai nghe. Con này thì giá lại mềm hơn. Đấy, con của Nhật này giá lại mềm hơn. Con của Nhật này thì bên em bán với giá là 190k. Bao ship. Đấy, con của Mỹ thì là 250. Đấy, tại sao nó chênh lệch như thế? Tại vì thứ nhất là cái nơi ra sản xuất ra nó, những cái bộ phận chip của nó thì hàng của Mỹ lúc nào nó cũng theo tiêu chuẩn của nó cao hơn. Đấy, hàng của Nhật thì nó cũng rất là xịn rồi. Thế nhưng mà tiêu chuẩn của nó sẽ không bằng. Đó là lưu ý như thế. Đấy, hai cái dòng tai nghe nó khác sẽ khác nhau nhé. Đấy. Âm thanh các thứ thì của nó thì cùng hãng thì nó rất là ok, nhưng mà đấy là cái lưu ý như thế. Đấy là hai con này. Thì các bác sẽ chọn ví dụ là bộ tai nghe Mỹ hoặc tai nghe Nhật thì các bác cứ bảo em để em có thể để gửi cho các bác cái mà nó ưng ý nhất. Đó là cái dòng tai nghe này em. Giá của nó thì một con 250.000 đồng bao ship và một con 190.000 đồng bao ship. Thì các bác chọn con nào thì cứ báo, ví dụ tai nghe Mỹ, tai nghe Nhật thì các bác bảo em là để tránh sự nhầm lẫn nhé. Tránh sự nhầm lẫn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn pin 2 đầu. Đèn pin 2 đầu này. Polit. Đấy. Hàng này thì có thể chiếu xa từ 800 đến 1.000 mét. Đây và em xin cầm bật cho các bác này. Đây các bác có thể đậy này xuống này, các bác cầm như này này. Đấy. Đây là sẽ là ánh sáng tỏa, nó sẽ tỏa, nó sẽ không phải là như cái ánh sáng kia. Đấy. Đấy. Còn các bác muốn xoay anh xa ấy, thì đây. Đấy, nó xạ khác ngay. Nó sẽ khác ngay nhé, các bác nhìn cái độ sáng của nó này, mờ đi này, mờ đi. Đấy và ở bụng nữa này. Đấy, một con đèn này rất là đa năng, ví dụ mất điện. Mất điện nhé. Một độ sáng này. Đấy. Rất là tiện lợi. Nhưng mà nếu mà các bác bật mà hai cái bóng đèn này thì mức độ tiêu thụ pin của nó sẽ cao hơn. Mức độ tiêu thụ pin của nó sẽ cao hơn nhé. Đấy, ví dụ bác nào mà nhà mà ở những cái khu mà ví dụ bão gió hay biển, gần biển này, thì chúng ta nên có một cái này, có cái tàu thuyền này. Tại vì làm sao thực sự ra luôn là các bác luôn. Đấy. Trong đêm nhé mà ánh sáng đỏ nhấp nháy này, chỉ có cầu cứu hoặc là xi nhan đường các thứ thôi, thì người ta sẽ kể cả là trong ban đêm hay là trong sương mù hay trong mưa bão thì cái tín hiệu cầu cứu này nó sẽ rất là sáng để chúng ta có thể phát hiện ra. Đó là một cái điểm rất là hay. Đó thì con này cũng sẽ có cho chúng ta đó là một cái cáp sạc vào đây, các bác cắm sạc vào đây, cắm nguồn sạc vào đây, nó dây cáp sạc đây. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. DC 5V, hàng của Made in Japan. Con này thì ở bên thì em đang bán với mức giá đó là 240k. 240k. Đèn pin 2 đầu. Đèn pin 2 đầu nhé. 240.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. 240.000. Một cái mẫu đèn pin to hơn. Cái đèn pin này chỉ có soi thôi. Thì đi soi trang trại với lại soi vườn tiêu, vườn cà phê hay đi làm bảo vệ thì tuyệt vời. Đấy, con này có 3 chân. Để các bác giữ, các bác đặt. Đứng lên. Đấy, đây.
bật đèn thì cực kỳ sáng. Con này thì chóe của nó cực kỳ to nên cực kỳ sáng. Xoay vào mắt thì không thể mở mắt được. Đây là ban ngày nhé. Thứ nhất là ban ngày, ban trưa. Thứ hai là đèn ánh sáng của em để quay video rất là nhiều. Đấy, mà nó còn sáng như thế này. 300.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã đèn 3 chân, 300.000 bao ship. 300.000 đồng bao ship. Này, cái nắp này của nó có thể tháo ra để các bác vệ sinh. Đấy, rồi các bác đậy lại. Ngăn nước vào. Con này thì cũng có chống nước nhưng mà chỉ chống nước của nó hơi kém. Nó chống nước hơi kém, đi trời mưa cái thứ thì chúng ta cũng không, hơi bất tiện. Tại vì thân này của nó là lắp ráp. Đấy, vỏ nhựa nhé. Vỏ nhựa. Đấy, cái chân này các bác có thể tháo ra. À, của nó cũng có một cái dây cáp sạc. Của nó cũng một dây cáp sạc để chúng ta cắm vào đây. Thế thôi. Đơn giản, tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Đấy, đơn giản, tiện lợi và dễ dàng sử dụng nhé. 300.000 bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo cũng là phần quà. Ở đầu video như em nói thì đó là một số những bút thử điện. Bút thử điện này, nói chung là nhà nào cũng cần có một cái. Thực ra là nhiều khi cũng chả cần dùng đến đâu, nhưng mà vứt trong tủ những lúc cần thì chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, giá tiền của nó thì nó cũng không là không phải là quá giá trị, nhưng mà đây là một cái phần quà rất là hữu hiệu để chúng ta có thể sử dụng trong gia đình. Đấy, sử dụng trong gia đình nhé. Đó, đây là một số những mẫu sản phẩm bên nhà em Dân đang có phân phối. Đó, thì các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên nhà em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.